Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Như Ý nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu, tiếp tục Zalo tới quý cô bác anh chị em mình trên kênh nha. Hôm nay full sắc rực rỡ quý cô chú anh chị. Rồi anh chào Ý. Dạ rồi, em chào anh Thái, chào cô chú chị theo dõi video của em. Thì địa chỉ của em nằm ở Tân Khánh Trung, lớp chợ Đồng Tháp, số điện thoại cũng như Zalo em là 0207069639. Thì hôm nay Zalo cô chú anh chị mình những mặt hàng qua giấy ghép như là hồng gân, đỏ lửa, cam lửa và ghép nhiều màu của chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình sẽ xem và ủng hộ video của em. Thì em lên ngay cho mình mã số 1 là cây giấy hồng gân. Thấy em cho mình là 70. Chiều cao là 95. Hoành là hoành 15, mã số 1 của chú anh chị. Em Zalo mình với cái mức giá của nó là 350.000. 350.000 cho mã số 1 cây hồng gân. Tiếp theo em lên cho mình mã số 2 là một cây cam lửa. Tiếng em đo cho mình là 70. Chiều cao là 96. Hoành là hoành 13, mã số 2 em Zalo của chú anh chị mình là 430.000. 430.000 cho mã số 2 cam lửa. Tiếp theo em lên cho mình mã số 3. Tiếng em đo cho mình là 80. Chiều cao là 1m. Hoành là hoành 16, đây em có cam lửa, đỏ lửa của chú anh chị, hai màu lửa. Em Zalo mã số 3 này với cái mức giá là 450.000. Cho mã số 3 450.000. Tiếp theo em lên cho mình mã số 4 là một cây giấy hồng gân. Tiếng em đo cho mình là 50. Chiều cao là 80. Hoành là hoành 9, mã số 4 em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 250.000. Cho mã số 4 250.000. Tiếp theo lên cho mình mã số 5 là một cây tím bướm. Tiếng em đo cho mình là 66, chiều cao là 80. Hoành là hoành 15, mã số 5 em Zalo của chú anh chị mình là 270.000. Mã số 5 cây hồng gân. Tiếp theo lên cho mình mã số 6 là cây đỏ lửa. Tiếng em đo cho mình là 80, chiều cao là 90. Hoành là hoành 14, đỏ lửa ghép với tím lửa của chú anh chị, mã số 6. Em Zalo mình với cái mức giá của nó là 420.000. 420.000 cho mã số 6 cây ghép đỏ lửa tím lửa. Thêm lên cho mình cây mã số 7. Tiếng em đo cho mình là 80. Chiều cao là 1m1. Hoành là hoành 21, mã số 7 khu chú anh chị. Ở đây hiểm có cho mình là đỏ lửa, vàng thái, cam lửa, đỏ lửa và trắng phất hồng của chú anh chị 5 màu. Mã số 7 này em Zalo của chú anh chị mình là 700.000 của chú anh chị, 700.000 cho mã số 7. Tiếp theo em lên cho mình mã số 8. Cây một cốt rất đẹp anh chị em. Gồm có hồng gân, cam lửa, ruby tím lửa và đỏ lửa, 4 màu. Tiếng em đo cho mình là 75, chiều cao là 1m15, hoành là hoành 17, mã số 8 này em Zalo của chú anh chị mình là 470.000. Cho mã số 8. Tiếp theo lên mình mã số 9. Tiếng em đo cho mình là 70, chiều cao là 1m05. Hoành là hoành 16, mã số 9 của chú anh chị. Em Zalo mình với cái mức giá của nó là 470.000 cho mã số 9. Gồm có trắng phất hồng, màu hồng, màu vàng, màu đỏ. Cây này trước mắt 4 màu anh chị. Dạ. Thêm lên cho mình mã số 10. Cam lửa, vàng thái, đỏ lửa, tím lửa. Tiếng em đo cho mình là 70. Chiều cao là 1m. Hoành là hoành 13, mã số 10 em Zalo của chú anh chị mình là 450.000. 450.000 cho mã số 10 của chú anh chị. Cây rất đẹp luôn. Mã 10. Thêm lên mình mã số 11 là một cây đỏ lửa phun hoa. Tiếng em đo cho mình là 80. Chiều cao là 1m05. Hoành là hoành 20. Mã 11 của chú anh chị, cây đỏ lửa này em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá là 650.000. 650.000 cho mã số 11 cây đỏ lửa.
Thêm lên mình mã 12 là một cây cảm hạch tím siêu hoa. Tán em ta cho mình là 50, chiều cao là 70. Hoành là hoành 11, mã 12 giao lưu của chú anh chị mình là 240.000 cho mã số 12, 240.000. Cây cảm hạch tím siêu hoa. Thêm lên cho mình mã số 13. Cam lửa, đỏ lửa, tím lửa. Ba màu lửa của anh chị em. Tán em ta cho mình là 85, chiều cao là 1m. Hoành là hoành 15, mã 13 anh giao lưu của chú anh chị mình. Giá cái mức giá của nó là 470.000 cho mã số 13. Thêm lên cho mình mã số 14. Hồng gân và đỏ lửa của anh chị em. Tán em ta cho mình là 70, chiều cao là 95. Hoành là hoành 16, mã 14 giao lưu là 450.000. Cái mã số 14, 450.000. Thêm lên mình mã số 15 là một cây tím bướm. Tán em ta cho mình là 60, chiều cao là 70. Hoành là hoành 13, mã 15 em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 250.000 cho mã số 15 cây tím bướm. Thêm lên cho mình mã 16 cũng còn một cây tím bướm luôn của chú anh chị. Tán em ta cho mình là 66, chiều cao là 70. Hoành là hoành 12, mã 16 Zalo của chú anh chị mình là 260.000. Tiếp theo lên mình mã số 17. Ruby tím lửa, cam lửa, đỏ lửa và vàng thái quý anh chị em. Tán em ta cho mình là 82, chiều cao là 1m. Hoành là hoành 17. Mã số 17 giao lưu của chú anh chị mình với cái mức giá là 470.000 cho mã số 17 của chú anh chị, 470.000. Thêm lên mình mã số 18. Hồng gân, đỏ lửa, ruby tím lửa. Tán em ta cho mình là 80, chiều cao là 95. Hoành là hoành 12, mã 18 giao lưu của chú anh chị mình là 480.000. 480.000 cho mã số 18. Thêm lên mình mã 19. Đỏ lửa, hồng gân, vàng thái. Tán em đây là 70, chiều cao là 1m05. Cây một cốt quý anh chị em. Hoành là hoành 10, mã 19 anh Zalo là 450.000 cho mã số 19. Thêm lên mình mã số 20. Một cây cam hạch tím siêu hoa. Tán em đo là 60, chiều cao là 75. Hoành là hoành 15, mã 20 Zalo là 270.000. Mã số 20. Thêm lên mình mã 21. Đỏ lửa, cam lửa và hồng gân của anh chị em. Tán em đo cho mình là 60, chiều cao là 75. Hoành là hoành 10, mã 21 Zalo là 240.000. Cho mã số 21. Cuối clip em lên cho mình mã số 22. Hồng gân, cam lửa, đỏ lửa. Tán em đo cho mình là 65, chiều cao là 1m05. Hoành là hoành 16, mã 22 Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 450.000. Vậy đây có một cái cuối clip, rất cảm ơn cô chú anh chị mình luôn yêu thương và ủng hộ những video của em kênh của anh Thái. Hẹn gặp lại cô chú trong những clip tiếp theo. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn Như Ý nha.